Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì như lúc trước vào ngày 23 tháng 10 thì mình có gửi tới các bạn cái dự án là Mossdown nhận 2.1 token Hero. Thì hôm nay nó đã cho chúng ta rút con token này về quỹ Terrix luôn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn điền form để xác minh cái airdrop này và để nó phân phối cho chúng ta về token này về quỹ cho chúng ta nhé. Thì để rút được con token này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn mở cái form ra giúp mình nha. Các bạn mở cái form điền thông tin ra giúp mình. Thì mình cũng có nhận được cái thông báo của nó nói như thế này. Thì nó kêu là thông báo phân phối airdrop này, người dùng thông minh chúng tôi đã bắt đầu phân phối mã thông báo airdrop trong 2 ngày này, hãy kiên nhẫn. Tuy nhiên cũng có một số người gian dối để một số người nhận được nhiều token, chúng tôi cần bạn gửi giao tiếp airdrop của mình. Tất cả người dùng đủ điều kiện sẽ nhận được mã thông báo. Xin đừng lo lắng, chúng tôi chịu trách nhiệm cho tất cả những người dùng, hãy tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Người dùng không đủ tiêu chuẩn là gì? Không đủ tiêu chuẩn có nghĩa là không nhận được token ấy, có nghĩa là những tài khoản mà đã tham gia với nhiều tài khoản này, những người tham gia với nhiều tài khoản này không theo dõi Twitter chính thức này của chúng tôi, hoặc rời khỏi nhóm Telegram và kênh Telegram của chúng tôi này thì sẽ không nhận được token nhé. Thì cũng có một số người chưa gửi đúng địa chỉ với Terrix nên cũng có thể là nguyên nhân khiến các bạn không nhận được token. Thì airdrop của chúng tôi đang diễn ra và sẽ sớm kết thúc, hãy tham gia càng sớm càng tốt. Và yêu cầu chúng ta là xác minh biểu mẫu, có nghĩa là gửi lại nội dung biểu mẫu này này. Sau đó thì đó mất rồi. Vì vui lòng gửi dữ liệu của bạn trong biểu mẫu bên dưới đây. Biểu mẫu sẽ được mở trong 24 giờ. Thì như vậy là các bạn nên điền nhanh nhé. Sau khi mình lên video thì các bạn làm theo thật nhanh nhé. Thì cái biểu mẫu Google Form này nó chỉ mở trong 24 giờ thôi, như nó đã nói rồi đây. Thì nó kêu là lưu ý cần có thời gian để xác minh dữ liệu. Chúng tôi sẽ phân phối tất cả các mã thông báo airdrop sau đó. Làm ơn hãy kiên nhẫn. Ok. Thì sau khi các bạn mở cái form rồi, các bạn vào link dưới phần mô tả video, các bạn mở form ra. Thì trên form thì các bạn kéo xuống đây, các bạn điền lại cái thông tin mà các bạn đã điền, mà các bạn đã khai báo trên bot nhé. Thì các bạn quay trở lại với con bot lúc trước, các bạn quay trở lại với con bot lúc trước nhé. Thì link con bot này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Thì trên con bot lúc trước các bạn khai báo như thế nào thì các bạn điền lại trên form như thế đó nhé. Thì ở trên form thì đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username Telegram. Username Telegram thì các bạn vào cái Telegram của các bạn copy lại cái username Telegram của các bạn lại nhé. Trước đây các bạn khai báo trên bot như thế nào thì bây giờ các bạn điền lại như thế đó thôi. Các bạn điền lại username Telegram của các bạn chỗ đây. Các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé. Nếu có dấu cách thì các bạn xóa dấu cách đi giúp mình. Tiếp theo là Twitter username. Twitter username thì các bạn quay trở lại với con bot. Thì trước đây con bot thì mình khai báo là Twitter username của mình này. Thì các bạn copy lại cái Twitter của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây. Tiếp theo là địa chỉ quý TRX. Địa chỉ quý thì lúc trước các bạn khai báo trên bot bằng địa chỉ quý nào thì bây giờ các bạn copy lại cái địa chỉ quý TRX đó nhé. Thì trên con bot mình trước đây các bạn khai báo thì các bạn vào con bot á, các bạn copy lại cái địa chỉ quý Terrix của các bạn này. Đây là cái địa chỉ của các bạn nhé. Các bạn copy lại, sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái địa chỉ quý Terrix của các bạn vào đây. Ok. Tiếp theo thì phần screenshot up on the bot này, screenshot phần balance trên con bot á, thì các bạn quay trở lại với con bot. Thì trên con bot này các bạn ấn vào nút refresh giúp mình nhé. Các bạn ấn vào nút refresh này để nó cập nhật số dư cho chúng ta. Thì sau khi các bạn ấn vào nút refresh xong rồi thì các bạn chụp lại một cái ảnh màn hình giúp mình. Các bạn chụp lại cái ảnh màn hình ở trong ở phần này này. Sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn ấn vào nút add file. Các bạn tải cái ảnh chụp màn hình đó lên giúp mình. Các bạn chọn vào phần select file define này, thư viện ảnh. Sau đó các bạn tải cái ảnh chụp màn hình đó lên giúp mình. Các bạn ấn vào nút upload. Nhiều các bạn lưu ý này, nếu mà cái màn hình của các bạn mà chụp lên mà nó hiện tới là maximum file này, có nghĩa là cái kích thước của ảnh quá lớn, kích thước ảnh của các bạn quá lớn thì các bạn vào Messenger giúp mình. Các bạn vào Messenger, các bạn gửi cho ai đó, các bạn gửi cái ảnh đó lên,
các bạn tải cái này lên, các bạn gửi lên Messenger này. Sau khi gửi xong như thế này thì các bạn ấn vào, các bạn tải về lại nhé, các bạn tải cái ảnh này về lại máy, lưu lại này. Ok, thì sau đó các bạn quay trở lại form, các bạn tải ảnh lên lại, các bạn ấn vào nút Add File, Select File thư viện ảnh, các bạn tải cái ảnh các bạn vừa tải về lại đấy, thì kích thước ảnh nó sẽ giảm lại thôi nha các bạn, thì kích thước ảnh nó sẽ giảm lại thôi. Các bạn vào ấn nút thêm này. Ok, sau đó các bạn vào nút upload, chúng ta tiến hành gửi cái ảnh này lên. Ok, sau khi các bạn điền lại tất cả các thông tin trên form rồi thì các bạn kéo xuống đây, các bạn ấn vào nút submit, chúng ta tiến hành gửi form đi. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn rút con token Hero từ dự án mod DAO đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.